Kính chào quý khán thính giả đến với chuyên mục Bình luận đa chiều trên kênh Tinh Hoa TV. Ngay sau đây là bài phân tích ngắn về khả năng chiến tranh hạt nhân Nga đã vượt xa NATO như thế nào. Phạm Dương kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, chiến tranh Nga-Ukraine đã bước sang năm thứ hai và chưa có dấu hiệu đình chiến. Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus. Đây là lần đầu tiên loại vũ khí này được triển khai bên ngoài của đất nước Nga kể từ giữa những năm 1990. Truyền thông của Anh tiết lộ số lượng vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga vượt xa Mỹ và các đồng minh NATO, năng lực tác chiến của quân đội Anh hiện nay suy giảm nghiêm trọng. Vào ngày 26 tháng 3 vừa qua, Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố rằng đạt được thỏa thuận về vũ khí hạt nhân chiến thuật với Belarus và Nga sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại đây. Chính quyền Moscow sẽ hoàn thành việc xây dựng các cơ sở vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus trước ngày 1 tháng 7, và quyền kiểm soát thực tế các vũ khí hạt nhân này sẽ không được chuyển giao cho chính quyền Minsk. Ông Putin cũng không cho biết khi nào vũ khí hạt nhân sẽ được chuyển đến Belarus. Không có gì bất thường khi làm điều này. Hoa Kỳ đã làm điều này trong nhiều thập kỷ. Họ đã triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ của các đồng minh của mình, ông Putin đã nói. Tờ Daily Mail của Anh đưa tin độc quyền rằng cựu tư lệnh Bộ Tư lệnh Lực lượng Liên hợp tướng Richard Byrnes đã cảnh báo rằng không thể bỏ qua mối đe dọa quân sự do quân đội Nga gây ra. Do ngân sách quốc phòng của Anh bị cắt giảm và thiếu đầu tư cho quân đội nên khả năng chiến đấu của quân đội Anh bị tổn hại nghiêm trọng. Chỉ khi chính quyền của Moscow đưa ra thông báo trước từ 5 đến 10 năm thì quân đội Anh mới có thể đẩy lùi các cuộc tấn công của quân đội Nga. Tướng Byrnes cũng cho rằng đây là hiệu quả của hàng thập kỷ liên tục cắt giảm chi tiêu quân sự của Anh. Trong chiến tranh lạnh, quân đội Anh sẵn sàng chiến đấu trong vòng 4 giờ sau khi nhận lệnh. Sau chiến tranh lạnh, nước Anh không còn đối mặt với nguy cơ tồn vong của quốc gia, nên năng lực tác chiến sút giảm mạnh. Vào tuần trước, nội các của Thủ tướng Anh, ông Rishi Sunak, đã quyết định tăng chi tiêu quân sự của Anh thêm 5 tỷ bảng Anh, tức là khoảng 6,14 tỷ đô la Mỹ trong 2 năm tới. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, Bộ trưởng Quốc phòng của Anh, ông Ben Wallace, đã đề xuất tăng thêm 8 tỷ bảng Anh lên 11 tỷ bảng Anh, tức là khoảng 13,51 tỷ đô la Mỹ chi tiêu quốc phòng trong 2 năm. Và tướng Byrnes đã đả kích quyết định của văn phòng thủ tướng. Ông cho rằng năng lực tác chiến của quân đội Anh, trong đó có lục quân, là rất đáng lo ngại. Nếu chính phủ không tiếp tục tăng ngân sách quốc phòng, thì một đội quân như vậy sẽ khó bảo vệ được đất nước. Tướng Byrnes cho biết Thủ tướng Sunak và các lãnh đạo của Anh đã phớt lờ những lời cầu xin thêm 11 tỷ bảng Anh cho chi tiêu quân sự trong 2 năm. Mặc dù quân đội Nga đã chịu tổn thất nặng nề ở Ukraine, nhưng họ có thể nhanh chóng lấy lại sức mạnh và tiếp tục chiến đấu, và mối đe dọa đối với các nước phương Tây đang nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông, tướng Byrnes cho biết Anh đã sẵn sàng đối đầu với Nga. Rõ ràng, người Nga đang tức giận vì thất bại trên chiến trường Ukraine và tâm lý này đã thúc đẩy quân đội Nga sớm phục hồi và nâng cao khả năng chiến đấu. Khi người Ukraine không thể tiếp tục chiến đấu, người Nga sẽ hướng ánh mắt giận dữ sang đồng minh của Kyiv. Ngày nay, khoảng cách sức mạnh tuyệt đối giữa quân đội Anh và quân đội Nga là rất rõ ràng. Quân đội Anh có khoảng 137.000 người, 227 xe tăng, 5.015 xe bọc thép, 70 tàu trong hải quân và 856 máy bay trong chiến đấu không quân. Ngược lại, dù tổn thất nặng nề trên chiến trường của Ukraine, quân đội Nga vẫn có 1,35 triệu người và 12.420 xe tăng, hơn 30.000 xe bọc thép các loại, 605 tàu hải quân cũng như 4.173 máy bay của không quân. Chính phủ Anh chi tiêu quốc phòng bổ sung 5 tỷ bảng Anh bởi vì Vương quốc Anh đã cung cấp rất nhiều viện trợ quân sự cho Ukraine. Quân số của quân đội Anh đã đạt mức thấp kỷ lục kể từ thời Napoleon. Nhưng đã vậy, quân đội Anh còn có kế hoạch giảm quân số thêm 3.000 người xuống còn 73.000 người. Tham mưu trưởng quốc phòng Đô đốc Tony Radakin thừa nhận rằng ngân sách quốc phòng thâm hụt của Anh dường như là lạc nhịp so với các đồng minh NATO như là Pháp, Đức và Ba Lan, những nước đang tăng chi tiêu quốc phòng. Điều đó cũng cho thấy Thủ tướng Anh và Bộ trưởng Tài chính không chấp nhận thực tế là khả năng chiến đấu của quân đội đã suy giảm như là các tướng lĩnh quân đội đã chỉ ra. Họ đang tăng chi tiêu cho các bộ phận khác khi bỏ qua vấn đề phòng thủ quân sự quốc gia. Khả năng chiến đấu của quân đội Anh bị suy giảm nghiêm trọng do ngân sách quốc phòng bị cắt giảm, không còn đủ binh lính và vũ khí để một mình bảo vệ đất nước. Thiếu tướng Charles Collins, trợ lý Tổng tham mưu trưởng quân đội cho biết, chính phủ cần phải đối mặt với sự xấu hổ rằng thời của các lực lượng Anh độc lập chiến đấu ở những nơi như là quần đảo Falkland đã qua và vai trò tương lai của quân đội Anh là chỉ cung cấp hỗ trợ cho quân đội của các nước khác.
tướng Collins cũng nói rằng nếu quân đội Anh chiến đấu trong cuộc chiến tranh Nga-Ukraine một mình mà không có sự hỗ trợ thì sẽ hết đạn dược và lương thực. Ông cũng đặt câu hỏi liệu Anh vẫn có thể tuyên bố là thành viên chính của NATO hay không. Kính thưa quý vị, chương trình bình luận đa chiều đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi kênh Tinh Hoa của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Kính mong quý vị để lại bình luận, nhấn like, cùng theo dõi kênh để đóng góp thêm cho chương trình được hoàn thiện. Một lần nữa, Phạm Dương xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.